Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Thượng Lệ Đình nha. Hôm nay nhân tiện mình làm cái máng xối bằng ống nhựa thì mình làm clip mình chia sẻ cho các bạn xem luôn nha các bạn. Thì cái đây là hai cái ống nhựa hoa sen mình mới mua về nha các bạn. Ống này ống Phi 90. Thì cái ống nhựa Phi 90 này giá của nó là 119.000 một cây 4 mét nha các bạn. Sản xuất tại công ty Hoa Sen Bình Định, khu công nghiệp Nhân Hòa, An Nhơn, Bình Định. Thì nói chung là nó có nhiều thương hiệu lắm, nhưng mà cái thương hiệu Hoa Sen này được cái chất lượng nó tốt, nó dẻo, nó bền các bạn. Tại vì cái máng xối mà các bạn làm gian ở ngoài trời nắng, gặp mưa gặp nắng rất nhiều, nên là các bạn cần phải mua cái ống nhựa cho tốt tốt xíu. Thì cái loại thường mà nó giá nó cỡ 80-82.000, 85.000 một cây, nhưng mà nó mỏng hơn, với lại là mình cảm thấy nó cứng, nó dễ giòn, nó dễ bể hơn. Nếu mà các bạn làm máng xối ở ngoài trời mà để một thời gian sâu thì nó bị bể mất nha các bạn. Còn cái ống nhựa hoa sen này thì các bạn có thể dùng được 8 năm, 10 năm đồ nó vẫn là còn dùng được. Thì các bạn nên đầu tư cái chi phí ban đầu mà sử dụng được nó lâu hơn. Còn nếu mà các bạn nào mà có điều kiện nữa thì làm máng xối bằng sắt. Thì tuy nhiên là máng xối bằng sắt thì các bạn phải đi gò đồ nó rất là lâu, đúng không? Nó rất là phức tạp. So với làm bằng ống nhựa thì nó đơn giản, thời gian nó nhanh, chi phí nó rẻ và độ bền nó cũng tương đối lâu nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu mình làm nha các bạn. Thì cái ống này nó có hai đầu, một đầu to một đầu nhỏ. Khi mà các bạn mới mua về á, nó cái ống mới thì nó có một đầu to một đầu nhỏ. Đầu to là để nối đúc cái ống còn lại vô nha các bạn. Còn cái đầu nhỏ thì nó bằng nhau rồi. Thì các bạn sẽ mua một cái nắp chụp này để các bạn chụp cái đầu này lại, để chặn một đầu cho nước nó khỏi chảy qua cái đầu này. Còn cái đầu kia là các bạn có thể là ráp một cái T hoặc là một cái co để cho nước nó chảy xuống đất nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình dùng keo chuyên dán ống nhựa PVC để mình bôi, mình nối hai cái ống lại với nhau nha các bạn. Không, các bạn thấy không, cái đầu này nó có một cái đầu to này. Cái đầu này hơi to hơn so với bình thường xíu để nó có thể đút được cái ống vô á. Còn cái đầu nắp bịt, nắp chụp kia thì các bạn khỏi cần dán keo cũng được, đợi nắp lại không cũng được các bạn, để lâu lâu các bạn tháo ra xem cho vui. Còn cái ở giữa này thì các bạn phải dán keo trước khi các bạn tiến hành cắt rãnh nha. Cái mái tôn nhà mình thì dài tới 8 mét các bạn, nên là phải mua hai ống này nối, mỗi ống là 4 mét, nối hai ống lại với nhau là vừa đẹp luôn nha. Thì đối với mà cái tôn mà nó thuộc dạng là nó bẻ cong xuống như thế này thì nó gần như là tạo thành góc 90 độ so với cái mặt ngang các bạn. Thì các bạn sẽ cái rãnh nhỏ thôi, không? Nhưng mà đối với mấy tôn mà nó đổ dốc như thế này mà nó không có bẻ cong xuống á, thì các bạn cắt cái rãnh to hơn xíu nha các bạn. Thì cái chiều dày của cái sóng tôn này thì nó khoảng nằm ở độ là 2 tới 2,5 cm, thì các bạn cắt trừ hao trở thành cắt 3 cm là ok rồi, thoải mái nha các bạn. Để cho các bạn có thể canh được cái đường thẳng trên cái ống mà các bạn cắt á, thì các bạn có thể là khoan lỗ và các bạn bắt dây cước, rồi sau đó các bạn sẽ kẻ vạch, hoặc là nếu mà các bạn có mấy cái dây mà dây nhựa mà thuộc dạng tẩm màu của bên thợ mộc người ta hay làm á, là các bạn làm nó rất dễ. Nhưng mà ở đây thì mình có cây sắt 6 mét này, thì mình lấy cây sắt này mình đo nha các bạn.
Rồi mình mới hoàn thiện xong cái hệ thống bán số nha các bạn. Thì nói chung là ở đây là mình cắt rãnh 25 đúng không? 25 mm. Thì cái sóng tôn là từ cái mặt đáy này lên tới trên cái sóng này nó chỉ có 2 cm nên là nó vẫn còn dư được 0,5, nó hở ra các bạn. Đúng không? Là có chỗ nó hở, có chỗ thì nó hít. Thì các bạn cũng không nhất thiết là phải kê cho nó hở ra thế này đâu, để nó hít như thế này nó vẫn là chảy nước vẫn ok nha các bạn. Còn cái đầu này là cái nắp chụp mình chỉ ụp vô thôi chứ mình không có dán keo. Ví dụ như các bạn muốn tháo rút ra để các bạn vệ sinh gì nó cũng dễ, thay vì dán keo nó cố định thì các bạn chỉ chụp vô thôi nha. Cái hệ thống máng xối này thì nó nằm nó chạy theo cái tường rào luôn nên là mình không có cần phải làm cái cây để móc nó đỡ cái máng nha các bạn. Đỡ cái ống thì không cần, tại vì cái đây mình gác mình kê lên tường luôn. Bữa sau là mình sẽ lát xi măng mình trám mấy cái kẽ này cho nó kín lại hết luôn các bạn, có nghĩa là cho mưa nó khỏi tạt vào trong luôn. Ngay chỗ mấy cái mối nối như thế này thì các bạn nên lấy một cái vít mà để bắn gỗ, vít nhọn đầu nhọn nha. Các bạn bắn để giữ lại, tại vì có keo nhưng mà keo nó không có giữ tốt bằng so với vít không. Các bạn bắn bên này một cái, bên kia một cái, rồi các bạn cắt rãnh ở giữa thôi. Nếu mà các bạn làm cái máng mà nó có độ nghiêng chiều dốc á thì các bạn nên làm theo kiểu là hình phễu nha. Có nghĩa là ví dụ như nghiêng từ bên kia qua thì nó sẽ hứng nước vô cái đầu đầu đây. Nó dù nó có hở thì nước nó vẫn chảy xuống kia. Chứ nếu mà các bạn làm ngược lại á, ví dụ như các bạn làm ống chảy như thế này mà chỗ này nó hở thì nó sẽ chảy, nó rỉ nước ra mấy chỗ này, rất là nó chảy ra thì nó không có thẩm mỹ nha các bạn, nó vẫn nhiễu xuống thì không ok cho lắm. Đó, nên là các bạn lưu ý là các bạn phải làm theo cái chiều dốc của nó. Ví dụ như nước có chảy nghiêng từ bên kia qua thì các bạn lấy cái ống này chảy vô bên này rồi cho cái này nó chảy xuống dưới ha. Còn ở đầu phía bên này thì mình tận dụng một cái ống P90 mà ống cũ nha các bạn. Đó, mình làm ống cũ luôn, nó còn dư một khúc này, còn mấy con mua. Đó, mình ráp vô rồi cho nó cái co để nó chảy xuống dưới thôi. Nếu mà các bạn thích làm cái T cũng được, làm cái T nối cho nó chảy quay ngược dưới, cái co cái lơ gì cũng được, miễn sao nó chảy xuống dưới. Thì ở đây mình mới có để tạm thôi. Còn nếu mà các bạn muốn tận dụng cái nước này để sử dụng thì các bạn hạ cái ống từ 90 xuống 60, ống nối 90 xuống 60 đó, rồi các bạn bẻ cho nó chạy xuống dưới rồi hứng vô một cái bể hay cái phi cái tẹt nước gì đó để các bạn sử dụng để tưới cây hay là để xịt rửa tay chân, rửa nhà vệ sinh rồi vẫn là ok nhé các bạn. Thay vì các bạn để nước này nó chảy tự do thì nó rất là lãng phí, cũng như là nó xói mòn chỗ nó chảy xuống đó. Thì các bạn nối thêm một cái ống nữa câu cho nó chảy xuống dưới đất nha, câu cho nó chảy xuống sát đất luôn, hoặc là dùng cái cục đá hay cái gì các bạn kê dưới cho nó khỏi, khi mà mưa lớn nó chảy rất là mạnh nha. Thôi, như vậy là mình vừa mới làm xong cái hệ thống máng xối cho cái máy tôn nhà mình, máy che đây các bạn thấy không, đây máy che này. Với chi phí là một cái ống thì 119.000, hai cho 120 đi, hai cái ống là 240, thêm khúc ống kia nữa cho hai chục đi là 260, thêm cái co dưới lại cái nắp chụp nữa là hết cho 200 180 đi các bạn, cho 300.000, nói chung là keo kiết rồi nữa cho 300.000. Thì với chi phí 300.000 các bạn làm có được cái hệ thống máng xối dài 10 mét nha các bạn. Nói chung là 10 mét á, ok 10 mét á, 9 mét gần 10, nói chung hơn 9 mét xíu gần 10 á. Thì với chi phí thì nó rẻ, làm rất là nhanh, làm trong vòng cỡ một buổi là xong các bạn. Nếu mà các bạn có cái hệ thống mái che đồ đã hoàn thiện hết rồi, tôn đồ các bạn làm ok hết rồi thì chỉ cần làm một buổi là xong thôi. Nói chung là cũng tới buổi nó ráp vô rất là nhanh luôn. Mua ống về nối lại xong rồi cắt rãnh, cắt rãnh xong rồi nối lên thôi, rất là dễ nha. Thì đối với những cái hệ thống mái che mà nó nghiêng nó chút xuống như thế này thì các bạn cắt rãnh ở trên. Còn nếu mà mái che mà nó hơi nằm ngang như thế này mà nó không có bẻ cong xuống á thì các bạn cắt theo góc này nha, các bạn cắt góc này không, đừng có cắt hết. Nếu mà các bạn cắt hết một nửa như thế này, các bạn cắt một nửa như thế này nước nó sẽ chảy nó dội hết ra ngoài, mà các bạn cắt góc thôi, cắt một góc như thế này thôi đó, rồi đút cái máy tôn vô là ok luôn. Nước nó chảy vô đây là nó có cái bo này nó giữ là nó chảy ngược lại rồi nó xối ra ngoài thôi nha các bạn.
Thôi mình kết thúc cái video của mình tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Nếu các bạn thấy nội dung video này hay thì hãy cho mình một đăng ký kênh ủng hộ, đồng thời nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem, cũng như là nhấn cái chuông thông báo bên cạnh nút đăng ký để luôn cập nhật các video mới nhất trên kênh YouTube Cường Lê Đình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.